Dạ con chào thầy. Cậu là... Dạ con là Sửu, cha con là Trần Tám. Hóa ra là con trai Trần Tám. Ta có nhận được thư của ông ấy rồi. Có phải cha cậu muốn gửi cậu tới chỗ ta học nghề gốm, phải không? Dạ vâng, con rất muốn theo học nghề gốm. Xin thầy hãy dạy cho con ạ. Vậy cậu biết được những gì về nghề gốm rồi? Dạ, con cũng biết một chút sơ sơ ạ. Con có thể làm thử cho thầy xem ạ. Vậy cậu làm thử cho ta xem. Dạ, vâng ạ. Này cậu, phải nặng trong lòng to ra, bé như thế thì đựng được cái gì? À, vâng. Nhìn cái bình của cậu kìa, to phè phè ra, trông thô quá. Cậu phải làm cho nó cao lên chút mới được. Cũng phải, tôi sẽ cho cao lên vậy. Sao lại thế này được? Cậu đứng dậy đi theo ta. Nếu ta bảo cậu lên núi chặt cây, trước mặt là một gốc cây to và một gốc cây nhỏ, cậu sẽ chọn cây nào? Tất nhiên là chặt cây to rồi thưa thầy. Vậy nếu cây to là cây bạch đàn kia, còn cây nhỏ là cây thông bên cạnh, thì cậu sẽ chặt cây nào? Con sẽ chặt cây thông ạ. Gỗ thông quý hơn gỗ bạch đàn mà. Nhưng thân cây thông lại cong queo, chặt về cũng chả làm được gì, trong khi cây bạch đàn lại thẳng tắp. Vậy thì chặt thân cây bạch đàn đi ạ. Tuy thân cây bạch đàn thẳng, nhưng lâu năm phần giữa đã mục rỗng. Cậu nghĩ có nên chặt nó nữa không? Mục rỗng thì dùng làm sao được. Vậy thì chặt làm gì nữa? Con sẽ chặt cây thông. Nhưng thân cây thông cong queo thế kia, chặt sẽ khó lắm đó. Con cũng không biết nữa. Tại sao cậu không tự hỏi rốt cuộc chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của cậu. Nếu muốn lấy củi, cậu liền chặt cây bạch đàn. Muốn làm hàng mỹ nghệ, cậu phải chặt cây thông, có phải không? Thầy cũng giống như vậy. Khi cậu nặng gốm, trước tiên phải xác định cậu định nặng cái gì, mục đích sử dụng của nó, để từ đó cậu nặng nó có hình dáng thích hợp. Chứ không phải người này nói phải nặng to ra thì cậu nặng to ra, người kia nói cho cao lên là cậu nặng cho cao lên. Con... Một người chỉ khi có mục tiêu từ trước thì lúc làm việc mới không bị những tác động bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu rõ ràng, tư tưởng thông suốt mới có thể kiên trì. Đó là bài học đầu tiên ta dành cho cậu. Con hiểu rồi thầy ạ. Hiểu thì tốt, mau theo ta về xưởng bắt đầu học thôi. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Không thể và có thể. Bác A Sử, thằng A Châu vừa bị ngã ở suối. Thằng A Châu có bị sao không cháu? Cháu cũng không rõ nữa. Vừa nghe tin cháu liền chạy về báo cho bác biết. Được rồi, cháu đưa bác ra bờ suối nhanh lên. May quá, cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi. Thằng A Châu thế nào rồi? Dạ, A Châu nó tỉnh rồi. May mà còn kịp, không thì nó nguy rồi. Ông đã nói bao nhiêu lần rồi, nước suối chảy xiết, dân bản không được tùy tiện đi qua. Mà cháu đang học ở trên huyện, sao lại về bản? Dạ, nhưng nghe tin bố cháu ốm nặng, cháu lo quá nên buộc phải làm vậy. Mọi người cũng biết đấy, hôm qua nếu không có A báo thì thằng A Châu bị nước suối cuốn trôi rồi.
Rồi tháng trước là con bé A Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ bản chúng ta nên làm một cây cầu bắc qua suối cho mọi người thuận tiện đi lại. Không được đâu trưởng bản. Con suối rất lớn, bản mình lấy tiền đâu ra mà làm. Cháu sợ. Thưa bác, người dân trong bản quanh năm chỉ quen với việc lên nương làm rẫy, có ai biết làm cầu đâu ạ? Thay mọi người đành nhìn con em mình phải đối mặt với nguy hiểm. Nay chết đuối một đứa, mai nước cuốn trôi một người à? Thì chúng ta cũng khuyên mọi người không nên đi qua suối, nên đi đường vòng qua núi. Tuy xa nhưng lại an toàn, nhưng mọi người có nghe đâu? Bình thường thì có thể đi đường vòng, nhưng khi mà nhà nào có người đau ốm hay có việc quan trọng thì làm thế nào? Mọi người cũng biết đấy, con kiến trên rừng nó xây được một chiếc tổ rất lớn cũng nhờ có sự động sức, đồng lòng của tất cả những con trong đàn. Tôi nghĩ cả bản ta cùng góp công, góp sức, nhất định là làm được. Bản thân tôi xin tự nguyện gỡ nhà kho của mình trước để lấy gỗ xây cầu. Nhưng kể cả có gỗ thì chúng ta cũng chưa chắc làm được. Nước suối chảy rất xiết, nếu làm sẽ rất nguy hiểm. Hay là chúng ta chờ thêm một thời gian nữa, đời sống dân bản nâng lên, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng cầu. Như vậy không được, dân số trong bản ngày càng đông, nhu cầu đi lại giao lưu buôn bán ngày càng nhiều, tai nạn thì cứ liên tiếp xảy ra. Bà con nên nghĩ lại, gắng sức, quyết tâm làm. 10 năm nay tôi không may bị tai biến, liệt nửa người, không thể đi lại được. Tôi chỉ mong làm được điều gì đó cho dân bản, nhưng không hiểu sao số phận lại không mỉm cười với tôi. Trưởng bản, trưởng bản, trưởng bản, bác làm gì vậy? Trưởng bản, trưởng bản. Bà con thấy đây, trong cuộc đời này chỉ có việc không dám nghĩ, không dám làm, chứ không có việc gì là không thể làm được. Đã 10 năm tôi cũng từng cam chịu, nhưng hôm nay nếu mọi người cứ ngồi đây mà nói thì chúng ta sẽ không thể làm được việc gì. Chúng ta muốn tiến về phía trước thì hãy bắt đầu từ việc đứng lên, đừng có ngồi mãi như vậy. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Vâng, thưa trưởng bản, chúng tôi hiểu rồi ạ. Trưởng bản nói đúng đấy, hãy bắt đầu từ việc đứng lên. Bác A Sử, cháu tính chỉ vài ngày nữa là cây cầu sẽ được xây dựng xong. Ừ, bác cũng không nghĩ là nhanh vậy. Đúng là phải quyết tâm, phải biết bắt đầu từ việc đứng lên bác ạ. Bác hy vọng mọi người đừng có nhục chí khi đứng trước những khó khăn, thử thách. Không có gì là không thể nếu chúng ta cố gắng cháu à. Chà, bắp nhà mình năm nay mới tươi tốt làm sao, hơn hẳn nhà khác. Năm nay được mùa bội thu đây. Phải mau chóng vun gốc cho kịp mưa thôi. Trời ơi, trâu nhà ai mà thả trông thế kia, phá hết bắp nhà người ta rồi. Xin lỗi ông, là trâu nhà tôi. Ông phải để mắt vào chứ. Tôi mãi vuông bắp không để ý một lúc thôi, mà nó đã chạy ra đây lúc nào thế không biết. Mong ông bỏ qua cho. Ăn mất ngần kia bắp nhà tôi rồi, có chết không chứ? Vâng, thật tình xin lỗi ông. Đến vụ tôi xin được đền bù lại cho ông vậy. Đền bù cái gì chứ? Thử hỏi được là bao nhiêu? Nhìn lại mà thấy điên. Bắp nhà mình đang mân mẫn, tươi tốt là thế, vậy mà cái nhà ông Nhàn để trâu ăn mất một đám. Bực quá. Ruộng của lão Nhàn đây chứ gì.
cũng xanh tốt đấy. Thừa lúc trưa nắng không có ai, mình lùa đàn trâu kia xuống ruộng lão nhàn cho chúng ăn cho hết bắp của lão cho bỏ tức. Ăn đi, chúng mày cứ ăn hết đi, cho lão nhàn biết cảm giác ruộng bắp của mình bị trâu nhà người khác ăn là như thế nào. Thôi chết, có người. Trâu nhà ai mà thả rong ăn bắp người ta thế này? U nó ơi, cơm chín chưa đấy? Làm đồng về đói lắm rồi đây. Cháu chào bác nhàn ạ. Ừ, cháu, bố cháu có nhà không? Cái gì? Lão nhàn đến ư? Hay lão ta biết mình xua đàn trâu ăn bắp của nhà lão? Thôi chết, mình phải trốn đi mới được. Ông Bỉnh, ông đang làm gì thế? À, ông nhàn, ông đến có việc gì thế? À, tôi đến đây là muốn cảm ơn ông. Cảm ơn tôi? Vì cái gì cơ? Có phải trưa nay ông đuổi hộ đàn trâu ăn bắp nhà tôi không? Không, tôi nghe chú Hình nói trưa nay chú ấy thấy trâu nhà ai ăn bắp. Chú ấy định chạy ra đuổi thì thấy ông đuổi hộ rồi. Nhà tôi hôm nay câu được con cá chép nên tôi mang sang đây xin biếu ông và các cháu. Không, ông cầm về đi. Tôi không dám nhận đâu. Cái ông này có gì đâu, nhận đi cho tôi được vui. Cháu mang xuống cho mẹ nấu canh nhé. Vâng ạ. Thôi, tôi phải về đây, cả nhà đang đợi cơm. Cảm ơn ông lần nữa nhé, ông Bỉnh. Trời ơi, thật tệ quá. Ông nhàn tốt là thế, vậy mà lòng dạ của mình hẹp hòi nhỏ nhen, thật trắng ra làm sao. Trưa cơm nước đến nơi rồi, ông còn đi đâu thế? Kìa ông Bỉnh, ông sang có việc gì không ạ? Ông vào đây ăn cơm cùng chúng tôi luôn. Ông ra đây cho tôi được nói câu này, không thì tôi ân hận, giày vò mà ốm chết mất. Gớm, có việc gì mà ông nói nghe nghiêm trọng thế? Tôi phải tạ tội với ông. Ôi giời, tưởng chuyện gì, đúng là không nên làm thế. Nhưng việc ông sang đây nói ra tất cả làm tôi nể phục lắm. Làng xóm chín bỏ làm mười, tối lửa tắt đèn có nhau mà bác. Ôi, ông thể tất cho thế, tôi nhẹ cả người, cảm ơn ông. Chú chó trắng. Ôi, chú chó tội nghiệp, chân của mày bị thương rồi. Mày ăn đi cho chóng khỏe nha, bánh gạo đấy. Từ nay ta sẽ gọi mày là Siro nhé. Ngoan lắm, Siro. Siro, ý mày là sao? Đào ở đây hả? Ôi, vàng! Cảm ơn mày rất nhiều. Thưởng cho chú mày miếng bánh gạo ngon lành này. Lão ta kiếm đâu ra con chó đánh hơi được vàng thế kia? Chà chà, phải tìm cách bắt lấy nó mới được. Từ nay mày là của ta rồi. Mày phải kiếm cho ta nhiều vàng hơn lão chủ của mày, nghe chưa? Chỗ này phải không? Trời ơi, rắn, cứu tôi với. Siro ơi, con ơi.
Ôi, Siro đang thương, con đâu rồi? Đốn cành làm cối, đốn cành làm cối, giả bột làm bánh, giả bột làm bánh. Bánh, bánh, đó chẳng phải là món Siro thích nhất sao? Có lẽ Siro chết rồi, cây cây này có khi là linh hồn của Siro. Mình sẽ đốn cây làm cối để bà giả bột làm bánh. Ôi, đây đúng là linh hồn của Siro rồi. Ôi, Siro đáng thương của ta. Ông lão có nhà không đây? Dạ, ông phù hộ sang chơi. Ông làm ơn cho tôi mượn cái cối giả bánh một chút. Vợ tôi muốn làm một ít bánh gạo. À vâng, cơ mà ông nhớ dùng cẩn thận chiếc cối đây nha. Đây là chiếc cối mà tôi rất quý. Rõ là khốn nạn. Sao ông nỡ vứt cây cối vào lò thế này? Tội nghiệp mày quá, Siro ơi. Hỡi những trò cốt thân yêu, hãy bay đi khắp cánh đồng mà Siro thích được chạy nhảy nhất. Thật tuyệt vời, khá lắm. Ông là người tài năng, ta sẽ ban thưởng cho ông. Hãy về cung điện với ta. Cũng là tro của cái cối mà. Không đâu, tôi mới là người tài năng làm cho hoa nở. Thật thế sao? Ngươi hãy thử làm cho hoa nở xem nào. Dám vô lễ với ta, quân đâu? Mau tống hắn vào ngục cho ta. Trời ơi, ta đã lấy tro từ trong bếp với ông lão kia, sao lại thành ra thế này? Thay vì than vãn. Tôi thấy nhà này cũng phù hợp với mình ông ạ. À, tất nhiên rồi, vừa đẹp, giá lại rẻ. Tôi cũng vì phải di cư theo con cháu nên mới phải bán đi. Chứ nói thật, bán nhà này tôi cũng tiếc lắm ấy chứ. Được rồi, chúng tôi sẽ mua ngôi nhà này, giao nhà cho những người cẩn thận như ông bà. Tôi thấy yên tâm lắm. À, mà có một điều tôi muốn nhắc hai người một chút. Có chuyện gì ạ? À, không có gì. Chỉ là về ông Tom hàng xóm nhà bên. Ông ấy cũng là người tốt. Chỉ có điều mắc bệnh hay than vãn và hơi khó gần. Mọi người sống quanh khu này ngại giao tiếp với ông ấy lắm. Ông bà nên chú ý một chút thì hơn. Mừng quá đi mất. Chào ông. Ông là ai? À, tôi là hàng xóm mới của ông. Vợ chồng tôi mới mua lại căn nhà này. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã làm ông phải bận tâm như vậy chứ? Đó là chuyện riêng của tôi. Ông quan tâm làm gì chứ? Đúng thật là một ngày đen tối mà. Ông nhìn gì mà chăm chú vậy? Tôi thấy hàng xóm mới của chúng ta khó gần thật. Sau mấy ngày mưa, cuối cùng trời cũng đã tạnh. Ông trời đúng thật là không có mắt mà. Trời mưa rã rít suốt mấy ngày. Mưa nhiều thế, ông muốn hại tôi à? Nhà thì dột, quần áo ướt hết, lương thực ẩm mốc cuối cũng ướt. Tôi xui xẻo thế thì ông được lợi gì đâu chứ. Ông cười cái gì? Tôi thấy ông mắng ông trời như vậy, chắc ông ấy tức lắm, nên chắc sẽ không cho mưa gió tùy tiện nữa đâu. Ông ấy mà nghe được thì đã chẳng cho mưa suốt mấy ngày thế, mắng chả bỏ. Đã vậy thì ông còn phí sức mắng mỏ ông trời làm gì? Theo tôi, thay vì mắng trời đất, chi bằng ông lo sửa sang lại nhà cửa đi. Bên nhà tôi có sẵn củi, ông có thể qua mượn để hong quần áo và lương thực, rồi tranh thủ làm những việc mà ông không kịp làm lúc trời mưa đi. Thế có phải hơn không? Thôi, sang bên tôi làm chén trà cho sảng khoái,
rồi chúng ta làm quen luôn một thể. Ông mới đến, có thấy tôi là người khó gần hay than vãn không? Tôi thấy mọi người sống quanh đây cũng có nhận xét như vậy. Vậy sao ông không xa lánh tôi giống như mọi người đã làm? Ông đâu có phải là một người mắc bệnh truyền nhiễm gì mà tôi phải xa lánh ông chứ. Chẳng qua mọi người chưa hiểu nhiều về ông, và tự bản thân ông sống tách biệt với cuộc sống ấy mà. Tôi biết ở độ tuổi của chúng ta thường hay than vãn về cuộc sống, về những điều không đúng như mong muốn. Nhưng ông hãy thử dẹp than vãn sang một bên, thay vào đó là hành động. Làm những việc mà ông muốn làm thì ông sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn đấy. Giống như cách mà ông làm hàng ngày, chăm sóc vườn cây và thư thả uống trà mỗi sáng ư? Đúng vậy, tôi cũng giống như ông, cũng có nhiều mối lo, đáng bận tâm. Nhưng mà tôi biết cách sắp xếp chúng lại, không than vãn mà đối mặt với chúng, xử lý chúng một cách triệt để. Thế chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đã hiểu, cảm ơn ông. Từ giờ tôi sẽ bớt than vãn đi, và mỗi sáng tôi sẽ sang đây đọc báo và uống trà với ông. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.